xin chào các bạn mình là đức minh bên công ty nhôm đúc nam định hôm nay thì đức minh sẽ gửi tới quý vị các bạn giá của cổng nhôm đúc thuận buồm Sôi gió do công ty nhôm đúc nam định sản xuất à, thông thường thì mọi người hay có điện cho đức minh và hỏi là em ơi cái cổng nhôm đúc thuận buồm Sôi gió ấy thì là bên em tính như thế nào thì hôm nay là mình sẽ quay một cái sản phẩm cụ thể của công ty nhôm đúc nam định đã làm trong thời gian vừa qua để quý vị tiện à, theo dõi và tham khảo như ở đây à, mẫu cổng này thì bên mình gọi là cổng nhóm đúc thuận buồm xuôi gió và ở chính tâm của hai cánh cổng là hai cái thuyền buồm đang căng gió và lao về phía trước Và thông thường với quan niệm của người á đông thì là biểu tượng thuận buồm xuôi gió này mang đến những cái ý nghĩa may mắn cho gia chủ mong cho công việc được thuận hòa, công việc được gặp nhiều may mắn trong công việc sự nghiệp thì là gia chủ hay chọn những cái bức tranh thuận buồm xuôi gió để treo trong nhà. Và cũng từ những cái ý tưởng đó, công ty nhôm đúc Nam Định đã khéo léo đưa cái hình ảnh cánh buồm no gió vào trong cái cổng nhôm đúc. Và ở đây cái cổng nhôm đúc thì được chúng tôi làm đối xứng nhau ở hai bên phía bên trong và phía bên ngoài đều giống nhau à, Bên cạnh đó thì cái cổng này được trang trí bằng những cái phần huỳnh ở phía bên dưới là những cái phần à, hoa leo ở phía bên dưới à, rất là đẹp Bộ cổng này thì à, được à, chúng tôi à, sử dụng cái công nghệ đúc hút chân không của Nhật Bản để sản xuất và kết hợp với đó là cái phần nguyên liệu nhôm nhập khẩu và phần màu sắc thì được chúng tôi tạo nên bởi cái phần bột đồng và cái phần sơn mi ba của Đức thì với những cái chất liệu đó thì thường thường bộ cổng này thì chúng tôi đang hoàn thiện với cái giá trung bình là từ 6 triệu rưỡi cho đến 8 triệu rưỡi trên một mét vuông tùy những cái thời điểm khác nhau thì cái giá của nó nó sẽ khác nhau và tùy thuộc vào cái phần vị trí công trình khác nhau thì nó sẽ khác nhau quý vị mà quan tâm đến những sản phẩm như thế này thì hãy điện cho công ty Nhôm Đúc Nam Định theo số hotline là 0946 266 860. Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc vui vẻ.